Việc tăng cường lực lượng đảng viên về cơ sở của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực. Những đảng viên mang quân hàm xanh đã trở thành cầu nối với cơ sở, đóng góp vào sự phát triển của vùng biên giới Tây Ninh. Năm 2017, trong lúc đi làm thuê, anh Lương Văn Dũng không may bị tai nạn, khiến đôi chân không thể đi lại được. Bằng sự sâu sát khi được phân công phụ trách các hộ gia đình vùng biên giới, Trung tá Hoàng Như Nam đã tham mưu với đơn vị địa phương, đồng thời vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 40 triệu đồng để anh Dũng lắp chân giả và mua chiếc xe chở hàng để mưu sinh. Nhờ đó, cuộc sống của vợ chồng anh Dũng và ba người con ổn định hơn. Cảm ơn bên mạnh thường quân, bên mấy chú biên phòng, anh em vận động hỗ trợ cho mình có số tiền là gọi là mua xe, với lại để mà cho cái đường có mình có cái đi phương tiện đi đứng đồ này kia, với lại kinh tế mình đi làm ăn có người ta có mướn mình chở này chở kia mình chở anh. Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy Tây Ninh, đồn biên phòng Tân Hà đã phối hợp với đảng ủy xã Tân Hà, huyện Tân Châu hiện đang phân công 14 đảng viên biên phòng tham gia sinh hoạt tại 5 chi bộ ấp. Những đảng viên biên phòng đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy các chi bộ xây dựng nghị quyết sát thực tế, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân, đề xuất củng cố kiện toàn các chi hội đoàn thể. Từ khi các đồng chí này về thì đã cụ thể hóa ra nghị quyết rõ ràng, đưa từ nghị quyết xong rồi chuyển ra thực hiện ở nhân dân thì nó bài bản và nó có cái logic dẫn đến là kết quả thực hiện đem đến là nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, mà đặc biệt là cái lực lượng đảng viên đồn biên phòng ấy, là được đảng viên và nhân dân rất tin tưởng, cho nên là từ đó cái hiệu quả tuyên truyền nó và giải thích cho nhân dân nó có hiệu quả hơn. Vai trò trách nhiệm của đảng viên đồn biên phòng Tân Hà luôn được thể hiện rõ nét, bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào, tích cực hướng dẫn bà con áp dụng kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, làm tốt công tác dân vận, tham mưu xây dựng 10 căn nhà, tặng hàng nghìn phần quà đến các hộ nghèo. Từ cái việc là chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con trên biên giới thì bà con rất là quý bộ đội biên phòng. Thì trong quá trình mà đi làm ăn ở trên biên giới có vấn đề gì mà có một cái biểu hiện gì lạ là bà con báo hết cho bộ đội biên phòng. Từ đó chúng tôi cũng đã đấu tranh rất có hiệu quả với rất nhiều loại tội phạm, đặc biệt là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Đời sống của hơn 8,8 nghìn hộ dân xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh khởi sắc từng ngày. Hiện chỉ còn 30 hộ cận nghèo. Thành quả ấy là động lực để những đảng viên mang quân hàm xanh tiếp tục nỗ lực không ngừng, góp phần cùng với địa phương xây dựng vùng biên giới ngày càng phát triển.